Alo, em hả? Anh mới sắm điện thoại nè. Em có yêu anh không? Và anh Ôi, đã đi Lộc. nói. Cái gì? Chiếc rim đó 10 cây hả? Mua. Trời ơi. Khách sạn 20 tỷ hả? Mua. Ai nói chuyện người nước ngoài hả? I love you. Ok ok. Trời ơi, không biết anh luôn. Trời, bạn tôi giờ này làm gì mà giàu dữ, ta nói chuyện tiền tỷ không vậy? Quá sốc luôn. Để đoán thử coi nha. Đoán thử đi. Rồi, nhìn bộ đồ biết là bạn làm nghề gì rồi. Làm nghề gì? Bán kẹo kéo phải không? Màu sắc quá. Giám đốc như vậy. Trời, giám đốc luôn hả? Ê chờ chút nha, điện thoại gì má tôi cái Hả? À? mất công má tôi chờ tội nghiệp má tôi. Có cứ xài. Gì vậy? Chim hót là bên kia bắt sóng á. Trời ơi, đại quá vậy ta. Ừ, đại máy xịn mà đâu mấy máy giỡn. Alo má hả? À. Ê, chiều nay con về ăn cơm nha. Nói nghe, nói nghe. Cái gì? Ông xài điện thoại gì không sợ bị giật hả? Cái gì? Ông xài điện thoại gì không sợ bị giật hả? Ông chỉ cái nào khỏi bị giật cái mất công bị đập lắm. Làm giống tôi nè. Làm sao bị giật? Tôi là xài điện thoại bẩm sinh. Đâu sao đâu? Nhìn mọc hỏi nè. À nhìn nè. À. Gì sao giật được? Ôi trời. Cái này không đụng hàng luôn á. Sao mà đụng được? Ê mà không bị giật lần nào chưa? Giật hoài à. Mày giật được không? Mỗi lần giật là tiêu cái quần vậy đó. Ủa là sao không hiểu? Gì đâu không hiểu, mỗi lần giật quá giật lại họ rách cái quần. À. Mà kệ nó, mua cái quần đỡ mua cái điện thoại. Ê gì xích mua đầu chỉ mua cái gắn vô điện thoại di động thôi coi. New World. New World. À, mua khúc nào? Bùng binh á. À nghe ngã sáo gì? Chợ chó. Rê nó sợ này nha. Ừ. Ông nói cho phóng đi sẽ chỉ giật tiêu luôn á. Rồi tôi nói hàng cho bẹt rê luôn. À. Trả được. Ê máy tôi, máy tôi. Máy tôi kêu, máy tôi kêu. Alo. Sao? Sao mấy chai, mấy chai? 200 chai phải không? 100 đi, 300 chai đi. Chứ đọc bữa thôi. Tiền gì? Điện thoại ok không ạ? Thì nghe đấy. Với tôi sao giống chung nhau vậy? Quá đáng luôn, không tự tin ghê á. Ok. Alo, Long. Alo, Long đây. Làm ơn cho gặp Lộc xíu rồi Long. Ủa kỳ trời. Điện thoại mình nó kiếm người ta. Ê, điện thoại tao mà cho số sao rồi Lộc? Tại mới sắm điện thoại quên cho cạc visit. Trời, sang quá mà nói điện thoại lẹ lẹ mà hết pin giờ. Ủa kiếm tao hả? Kiếm mày, kiếm ai? Alo. Alo, Lộc hả Lộc? À, Lộc đây, Lộc đây. Làm ơn cho gặp Long xíu coi Lộc. Nghe rõ, điện thoại mình nghe rõ lắm. Mày giỡn vô duyên vừa phải hả mày? Chuyện gì? Gặp mày mày đưa tao. Mày có duyên quá. Ủa phải không? Alo. Alo, Long hả Long? À, Long đây, Long đây. Khỏe không Long? Khỏe. Làm ơn gặp Lộc xíu coi Long. Này nói câu cũng bệnh đó luôn à. Ê gặp mày mà đưa tao hoài mày. Ê tao không giỡn nha. Hết pin nha. Giỡn giỡn hoài giỡn ba này. Cảm alo. Luôn hồi giật bây giờ. Alo Lộc hả Lộc? Cho gặp Long không? Cái này tao chơi hàng ngày mà. Tao chơi nổ má đánh tao luôn mà. Mày ở không hả mày? Đó mày chết cha bây giờ. Giỡn mặt hả? Bực mình à. Mua lần nào về cũng gọi lộn, mua về gọi lộn mà. Điện thoại mua về gọi lộn tức chứ. Gọi lộn hoài chứ. Đang ngủ ơi. Nên siêu rách quần rồi. Ba vụ này quên rách hoài. Quên hoài gì? Ông xài điện thoại phải không? Ê xài điện thoại. Ông xài hệ gì vậy? Ban. Như đồ máy cho nội. Cái gì? Ý tôi nói là một mấy số vậy? Mấy số? 9 số. 11 số. Không chịu vậy? Tính luôn số nhà. Trời ơi. Tôi nói số điện thoại thôi cha. 10 số, có luôn số 3, 10 số. Ờ đúng rồi, quên có số 3 nữa. Ê ông đọc tôi lưu vụ nhớ coi. Gì vậy? Thì lâu nhớ ông tôi gọi cho ông nghe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Số hình sự rồi. Di động mà, mấy số sao? Số sao là 3 3 2, 2, 2, 8, 8, 8. Trời ơi, mua số chắc rồi dễ nhớ quá. 2, 2, 2, 8 8. Ủa giống số taxi quá vậy? Chạm đó ôm mà. Chị ôm. Ôm gì đâu. Thử máy coi. Thử đi. 3, 2, 2, 2, 8, 8, 8. Ok. Rồi chưa? Ở rồi. Gọi máy tôi á. Thì gọi máy không có gọi máy ai. Gọi nữa đi. Chi? Sợ lạnh quá sống nó teo quá. Trời ơi. Sống vụ teo nữa cha. Rồi chưa? Ở rồi. Rồi hả? Sao nó không rung vậy? Nó rung nè. Trời ơi. Ông phải nhắc chứ. Nhắc nó mới rung chứ. Tôi mở quá, tắt đi, tôi mở quá, tắt. Tắt nãy giờ rồi mà.
Sáng nãy giờ sao không nói thằng ông nội? Biết gì đâu nói. Thôi trễ giờ nha, tôi đi sinh nhật. Ê khoan, tôi thử máy ông giọng thử ngược lại máy tôi coi. Tôi thử hả? Ờ. Thử cái tiếng chuông kia nó kêu ngộ lắm ông ơi. Thử. Đó đâu sủa quá trời vậy. Bậy bạ, ai sủa đâu? Phải không? Ở đây là công viên. Tôi mới nghe. Tối qua lại nhiều lắm. Phải không? Bị vợ không à. Cái gì đó mới kêu á. À, máy tôi kêu. Máy xịn mà sợ bị mất gài hai con chó nằm trọng á. Đại quá vậy ta. Máy chống trộm mà. Ừ, hay quá vậy. Rồi ông rồi đó, bắt sóng á, giơ lên đi. Giơ cao lên. Giơ chi? Giơ cao lên có sóng. Sóng ông yếu quá. Phải không? Ông chờ một vài phút đi rồi nó ren rồi. Thôi đứng lên cao lên. Có khi ông đứng này đến tiếng máy được. Hả? Thôi nằm ngủ đi, chừng nào ren kêu vậy. Trời ơi. Nó ren rồi nè. Ừ. Hơi mấy ngàn mà gọi được hết á. Vậy. Đi đâu? Cái này. Đâu? Nè, sao? Thử máy. Ok. Alo, Long. À, Long đây. Đang đứng đâu hả? Đây. Ôi, ngon à, máy ngon à. Ngon à, dở đâu máy nghe hay ghê á. Nó đứng kế mình, nó hỏi mày đang ở đâu. Công viên lên 83, mệt quá. Không có mày. Tắt đi. Tắt rồi. Tôi tắt luôn nha. Tắt đi. Tốn tiền lắm. Cái gì vậy? Tắt máy. Trời ơi, tắt máy còn lên gối vậy không nội? Hư cái này sắm cái khác. Trời ơi, Long. Đứng đây thì nói đứng ở đây. Gì? Nói công viên lên 8 đang kiếm mệt chứ bà. Xin ra đây. Còn thêm khùng nữa ở đây. Trời ơi. Tụi mày vô chửi tao số xả là sao mày? Mới gọi điện thoại cho mày tức thì. Rồi gọi tao nào. Cái thằng khùng. Mới gọi điện thoại cho mày tức thì á. Kì á. Lộc nó gọi tao mà. Kỳ vậy Long? Ba triệu mà. Trời ơi. Trời xỉn mà. Ở ngoài. Ôi điện thoại ông Phúc 3 triệu á. Hồi xuống nó nghe nè. Gì vậy? Sẵn đây nói hai bạn nghe. Ở gì? Con vợ mình mới sinh thằng con trai đẹp trai. Yeah luôn. Ủa vợ mới sinh hả? Ờ chúc mừng hả? Chúc mừng nha. Chúc mừng. Vui quá, vợ mới sinh là vui á. Phải con mày không? Nói chuyện dễ xa nhau vậy ta. Mày quá đáng thiệt á. Quên, xin lỗi. Lỗi gì? Vui. Nói nghe nè, con vợ mình trong bệnh viện. Ừ. Mà bây giờ mình phải đem cơm cho con vợ mình ăn. Ừ. Bây giờ mình ngồi đây mình chơi với hai bạn rồi. Ừ. Giờ hai bạn cho mình mượn điện thoại, mình gọi về nhà, kêu người nhà đem cơm cho vợ mình ăn. Ông gọi cho lẹ nha. Mày cho tao mượn đi. Cái gì vậy? Có người gọi tới. Trời ơi. Mỗi lần gọi tới là vậy hả? Alo, I can help you. Hả? Trời đất ơi. Ê. Nó bận rồi, mày cho tao mượn điện thoại đi, tao gọi đi. Mình sực nhớ. Nhớ gì? Đúng rồi, bây giờ tới cái giờ mình gọi điện qua bên Mỹ gặp người yêu mình rồi. Ngồi lẹ đi cho tao mượn mày ơi. Ừ. Alo. Ờ, à, em hả anh nè. À? Sao? Paris chỗ này lạnh không em? Ừ, ngồi Mỹ hỏi Paris lạnh không? Trời ơi, à, nó sốc quá. Ừ. Alo. Cái gì kỳ vậy? Hả? Cái gì hả? Má hỏng với hả gì? Trời ơi. Cho mượn điện thoại đi. Gì vậy? Sao hả? Nhưng khi muốn làm người tốt mà không được. Mà vụ gì? Hết pin rồi. Trời ơi. Nó sống ghê không? Mày hết pin hả? Mày không cho mượn thôi mày la hết pin đó mày. Vậy sao? Kéo kiện gì giùm. Hết pin tao cho mày mượn pin luôn. Mày cho nó mượn pin nữa, nó cho tao mượn máy. Sao hả? Hết pin hả? Đừng mượn pin đây. Hết pin hả? Mày quá đáng lắm. Mày gắn vô đi. 2 thúc luôn nè. Ê này pin con ó mà. Vậy là máy nó máy Samsung rồi. Cái này xài cho Nokia. Trời đất ơi. Bây giờ hỏi lần cuối nè. Hả? Chỗ anh em à. Sao? Tụi quay cho tao mượn điện thoại không? Không, cho tao mượn không? Không. Tao xài điện thoại tao. Trời ơi. Trời. Tao có điện thoại còn mượn chứ mày. Đỡ cuộc nào hay cuộc đó. Ờ rồi đi. Keo hơn tôi nữa. Nói đi. Mình gì cho bóp máy hả? Chưa có bóp máy, từ từ. Hối quá. Cơm. Làm hết hồn không nổi. Cái là cái gì vậy? 2 giây không có tốn tiền. Trời ơi. Trời ơi, vậy mà nó ép tim luôn. Trời ơi, không nổi, con xạo không nổi luôn. Qua 3 giây chắc mày chết quá. Trời ơi. Cái gì?
Mày nhắc cái vụ 2 giây tao mới nhớ nha. Nhớ gì, nhớ gì? Hồi bữa tao đang đi đường á, tao thấy hai cái cặp kia nó quen nhau. Mà cái thằng này nó gọi điện thoại cho con bồ nó mà gọi gì ghê lắm mày. Gọi sao? Thằng bồ nó gọi cho nhỏ bồ nó. Gọi nè. Ở đâu? Ghê hơn tao nữa. Hay quá rồi. Hay quá. Đúng 2 giây luôn. Con nhỏ nó có nói gì không? Con nhỏ gọi lại. Gọi lại sao? Đây nè. Trời ơi. Cuối cùng thằng đó không biết nhỏ ở đâu. Trời. Để chị tức quá nè. Kêu quá giận vô tư luôn em. Rồi bây giờ về vậy đi. Giờ hai bạn đi với mình đi. Hai bạn lấy xe, hai bạn đưa mình vô gặp vợ mình đi. Đi xe nó đi, tao đâu có xe đâu. Thấy không? Hai ông nội sắm điện thoại mà không có xe. Có nhiều mình phải có chân mình đi. Có chân đi làm mình mau ốm có sắm điện thoại, hiểu chưa? Vậy mày có xe không? Có xe sao không có xe. Rồi lấy xe đi liền. Xin lô, đi không?